bốn dòng sĩ tử, chán cảnh đời nên treo ấn từ quan. Ngày hôm nay nhân lúc thanh nhàn, ta dạo gót chơi miền tiên xóm nhỏ cầm la, nhưng lòng vẫn còn thấp thoáng cành hoa, vẫn còn nhớ chập chờn ngày hồi ấy. Tử thức chàng ơi, chàng còn nhớ chăng? Vinh cây mẹ lại hoa
mình cởi áo mà để giải bùa, giải bùa giúp nhau. Anh ơi anh chàng hộ ra về, sống ân ý nặng nghĩa sâu. Anh ơi anh chàng hộ ra về, sống ân ý nặng nghĩa sâu. Ân sâu chữ này ân sâu nghĩa nặng, hỡi nàng nàng ơi. Ân sâu chữ này ân sâu nghĩa nặng, mà để bấy lâu vì lòng. Hôm nay gặp nàng chốn hồng trần, nhưng mọi đôi mắt nay đời trông hôm nay gặp nàng chốn hồng trần. Nhưng mong đôi mắt ta đời nhỉ trông. Nàng ơi, không rõ nàng từ đâu tới vậy, bất chợt tới đây hay có ý tới thăm. À, xin mời về nhà trò chuyện hỏi han, và luôn thề cũng vừa chiều tiện bữa. Về nhà chàng, về nhà chàng hẳn có hoa chào từ ngõ. Một căn nhà nhỏ nhỏ bên đường, một căn nhà tình nghĩa xóm thôn, và tiện hương có măng rừng cá biển. Nhưng bây giờ tiếc muốn đón chàng đi. Đi đâu? Về miền tiên giới cho cha mẹ đền đáp. Không, không được đâu. Còn tình nghĩa xóm thôn, và tôi cũng không thể nào cam lòng bội bạc. Chàng ơi có biết đi, lòng thiếp mi đêm mi ngày. Ôi lời hẹn ước nghi, bấy lâu giờ biết cùng ai giải bày sâu trước nghe. Giữa cảnh nhi đời trần tục nhi giờ đây may mắn gặp gỡ nơi này, lòng chàng ý thiếp mi tay vẫn đợi tay. Đừng lưu luyến chốn trần ai.
nhau chúc nghề mừng nghề, chúc nghề mừng nghề sáng nghề hương tiếng nữ sinh tươi mỗi từ tất nghề nhân nghề tươi kết nghề thành nghề hương nghề duyên người trên tiền cảnh nghề dưới chân nghề. Đậm mi sâu duyên đi thắm đi ta với mình nhé cùng chung sống ở chốn nhé thuyền đi cùng nhé thắm duyên nhé tơi hồng nhé chốn tiên mộng nhé đôi ta trời đất thì có chồng mình.